Tử vi tuần mới từ 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024 của 12 cung hoàng đạo hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe tuần này của bạn chính xác nhất. Để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tuvimoingay.vn. 1. Tử vi cung Bạch Dương từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024 nói rằng Bạch Dương cần tiết chế sự nhiệt tình của mình, kẻo mọi chuyện đi quá xa sẽ có thể gây trở ngại cho cuộc sống và công việc của bạn. Các bạn độc thân gây ấn tượng mạnh với một người khác giới trong tuần này. Họ săn đón bạn khá nhiều nhưng bạn cảm thấy không phiền lòng về chuyện này. Đây là hy vọng để cả hai có thể tiến xa hơn. Nếu đã có đôi, mối quan hệ của chòm sao này và người ấy dạo gần đây có vẻ đều, rất cần một làn gió thổi vào giúp cho cả hai hâm nóng lại tình cảm của mình với bầu không khí mới mẻ hơn. Tuần này bạn dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp bởi những ý kiến trái ngược. 9 người thì 10 ý. Bạn sẽ dễ cảm thấy bị bài xích hay bạn đang có xu hướng tách khỏi tập thể và thích hoạt động độc lập. Tuần này, tình hình tài chính của bạn không được thoải mái cho lắm nên khiến bạn đôi chút lo lắng. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng mà hãy tin tưởng về khả năng kiếm tiền của bạn nhé. Hai. Tử vi cung Kim Ngưu từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy các vấn đề tồn đọng của Kim Ngưu sẽ được giải quyết nhanh chóng trong tuần này. Bạn cũng sẽ phải đưa ra nhiều quyết định, hãy tin tưởng vào trực giác của bản thân. Đường tình duyên của những Kim Ngưu độc thân không có nhiều biến động. Bạn không suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ. Trong lòng cũng không thực sự muốn gắn kết với ai đó trong thời gian này. Các bạn đã có đôi cần cho nhau chút không gian riêng tư để tình yêu luôn tươi mới và bền vững. Đừng cố kiểm soát đối phương bằng mọi cách. Có vẻ bạn sẽ trở nên lười biếng hơn trong tuần này, nhưng may mắn công việc vẫn là các nhiệm vụ quen thuộc hàng ngày nên không có vấn đề gì. Dù vậy bạn cũng không nên để tình trạng này kéo dài quá lâu. Có thể một vài tin vui trong chuyện tiền bạc sắp đến với bạn đấy. Dù vậy bạn vẫn cần chú ý kiểm soát chi tiêu. Nếu không rất dễ bị mua nhầm đồ hoặc tiêu pha lãng phí sẽ khiến vận may lùi xa. 3. Tử vi cung Song Tử từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Tuần mới của Song Tử có nhiều sự thay đổi trong tuần này, tốt hay xấu còn phụ thuộc vào thái độ đón nhận của bạn. Nhưng chắc chắn bạn sẽ gặp may nếu giữ được trạng thái ổn định. Người độc thân có sự chủ động hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc nhưng nó vẫn chưa đủ để thay đổi hiện trạng. Dù vậy bạn cũng chớ nên nản lòng quá sớm. Bạn sẽ có cơ hội để hàn gắn một vài quan hệ cá nhân, có thể là bạn bè hoặc người thân. Hãy cố gắng mở lòng và đón nhận những điều ấm áp từ đối phương nhé. Đôi khi trong một số trường hợp, làm việc nhóm sẽ giúp công việc bạn đạt hiệu quả cao hơn đấy. Đừng lúc nào cũng tự tách biệt bản thân ra khỏi tập thể nhé. Bạn sẽ cần tập trung hơn vào việc tăng thêm thu nhập. Nếu tự tin vào năng lực của mình, yêu cầu tăng lương hoặc làm thêm sẽ là một ý tưởng không tồi để bạn đạt được mục tiêu tài chính. 4. Tử vi cung Cự Giải từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Bói tử vi trực tuyến cho thấy trong tuần này của Cự Giải nhìn chung khá suôn sẻ. Bạn sẽ cần phải giữ đúng lời hứa bằng cách nỗ lực thực hiện và hoàn thành những kế hoạch đã đề ra để giữ uy tín của bản thân. Với những bạn đang độc thân, bạn có thêm cơ hội để gặp gỡ một nửa của mình vào khoảng thời gian cuối tuần. nhưng đừng để những cảm xúc mạnh mẽ che mờ tâm trí của bạn mà đốt cháy giai đoạn đấy nhé. Những cặp đang yêu cũng rất hạnh phúc, người ấy không ngại thể hiện tình cảm của mình với bạn trước đám đông. Đầu tuần, cự giải khá căng thẳng vì khối lượng công việc khá nhiều và còn nảy sinh một số cái vã, bất đồng về quan điểm trong công việc. Tuy nhiên bạn đừng quá lo lắng vì mọi vấn đề sẽ được giải quyết vào cuối tuần. Bạn cũng nên chú ý kiểm tra và điều chỉnh chi tiêu cũng như nguồn vốn để mọi thứ được diễn ra suôn sẻ và minh bạch. Nam, tử vi cung sư tử từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Sư tử cần phải chú trọng hơn vào tính kỷ luật của bản thân, những thói quen hay cách làm việc tùy tiện sẽ không thích hợp ở thời điểm này. Người độc thân hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và chưa nghĩ tới tìm kiếm ai đó để yêu. Chuyện tình cảm của các cặp đôi khá tốt đẹp. Bạn dành nhiều cảm xúc tích cực với đối phương và cố gắng làm hết mình để mối quan hệ của bạn tiến triển ngọt ngào. Khối lượng công việc tuy lớn nhưng đừng tự tạo cho mình áp lực khiến bạn khó kiểm soát được bản thân và dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Thay vào đó bạn nên giải quyết từng việc một. Tháo gỡ từng khúc mắc bạn sẽ thấy mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Tuần này, sư tử nên dành thời gian để điều chỉnh lại phương diện tài chính cá nhân. Bạn đang có dấu hiệu mắc kẹt giữa việc tiết kiệm và chi tiêu để nuông chiều bản thân. Sáu, tử vi cung sử nữ từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Bước sang tuần mới, sử nữ cần học cách thỏa hiệp để bảo vệ bản thân khỏi những rắc rối không đáng có. Không phải lúc nào bạn cũng có thể tỏ ra quá bướng bỉnh và cố chấp, đôi khi bạn cũng nên lắng nghe ý kiến của người khác. Các bạn độc thân cảm thấy thiếu cảm xúc. Thậm chí nếu có ai đó bày tỏ tình cảm bạn không dám chấp nhận vì bạn cũng chẳng thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì và muốn gì. Chuyện tình cảm của các cặp đôi khá thuận lợi. Mặc dù có chút tranh cãi nhưng nhanh chóng giải quyết êm đẹp, bạn chủ động làm hòa với người ấy nên giữ được mối quan hệ tốt đẹp. Khả năng phán đoán, phân tích của bạn khá tốt, vì vậy bạn nên tập trung phát huy thế mạnh này của mình. Kỹ năng trình bày, thuyết phục của sử nữ cũng sẽ được cải thiện hơn hẳn trong tuần này. Bạn có thể duy trì tài chính ổn định trong tuần này nếu lý trí hơn trong việc đánh giá tình hình. Đừng nghe ai đó nói hay quá mà bỏ tiền đầu tư một cách mù quáng. Bảy, tử vi cung Thiên Bình từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Tử vi 12 chòm sao cho thấy Thiên Bình trở nên táo bạo hơn trong tuần mới. Điều đó không chỉ thể hiện ở các quyết định mà còn là thái độ của bạn trong các mối quan hệ. Có vẻ như bạn đã thoát ra khỏi sự dè dặt và rụt rè trước đó của mình. Các bạn độc thân có thể được bạn bè, người quen quan tâm, giới thiệu đối tác phù hợp. Đừng ngại đi xem mắt vì đó cũng là một trong những cơ hội của bạn. Chuyện tình cảm của chòm sao này và người ấy có vẻ ngày một nhàm chán. Lạnh nhạt hơn, có thể bạn không dành đủ thời gian cho chuyện yêu đương nên sự gắn kết của hai người không có nhiều. Công việc tuy bận rộn nhưng nhờ sự ứng biến tốt trong những tình huống bất ngờ nên bạn được mọi người đánh giá cao và có nhiều cơ hội phát triển hơn. Tài chính khá ổn định trong những ngày sắp tới. Nhìn chung sẽ không có thâm hụt gì đáng kể khi mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát và bạn có thể cân đối được thu chi. 8. Tử vi cung Bọ Cạp từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024. Bọ Cạp cần kiên định hơn với những mục tiêu của bản thân mới mong thấy được kết quả. Bạn chỉ cần xác định mục tiêu mà mình muốn đạt được. Sau đó dốc sức làm việc không ngừng nghỉ thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Những người còn độc thân sẽ có hứng thú trong việc tìm kiếm tình yêu của đời mình. Tuy nhiên bạn được khuyên nên nghiêm túc hơn, Chớ đừng núi này trông núi nọ. Chuyện tình cảm thăng hoa, bạn cảm nhận được trái tim ấm áp của người ấy, và nhận ra những hạnh phúc mà mình đang có để cố gắng vun vén giúp mọi thứ trọn vẹn hơn. Tuần này chòm sao Hổ Cáp sẽ có cơ hội bắt đầu thử sức với công việc hoặc nhiệm vụ mới. Sẽ có những khó khăn và thách thức đang chờ bạn phía trước, nên việc bạn cần làm là chuẩn bị tinh thần và tích lũy năng lượng để thể hiện bản thân tốt nhất. Tình hình tài chính tương đối ổn định. Nguồn thu nhập đều đều với bạn nhưng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu mà không được dư giả nhiều, nên vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. 9. Tử vi cung nhân mã từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024 xem tử vi phương Tây cho biết nhân mã sẽ phải có những kế hoạch dự phòng để kịp thời đối phó. Đối với những vấn đề chưa nghĩ tới thì nhất định phải tính toán trước để tránh rơi vào tình thế bị động. Người độc thân có thể trúng tiếng sét ái tình trong tuần này. Dường như trong tâm trí bạn bây giờ chỉ toàn là gương mặt, nụ cười của đối phương. Nếu nghiêm túc thì hãy cố gắng theo đuổi người ấy một cách chân thành nhé. Giữa các cặp đôi không tránh được mâu thuẫn, căng thẳng khi bàn bạc, thương thảo một số vấn đề. Hãy trao đổi mọi chuyện với tâm thế thật bình tĩnh và nhẹ nhàng. Trong quá trình làm việc, bạn nên tránh sự lẫn lộn việc công việc tư, nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình. Đừng quá quan tâm việc của người khác. Bạn cảm thấy chưa được hài lòng với ngân sách hiện tại của mình và muốn tìm kiếm công việc mới để tăng thêm thu nhập cho mình. Tử vi cung ma kết từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024 tử vi tuần mới nói rằng ma kết sẽ phải đứng trước không ít lựa chọn khiến bản thân phân vân và lưỡng lự. Làm thế nào để chọn được điều thực sự cần thiết và phù hợp với mình? Chính bạn mới là người có câu trả lời chứ không phải một ai khác. Chuyện tình cảm của người độc thân có những dấu hiệu khởi sắc khi bạn có cơ hội làm quen với đối tượng khá là tâm đầu ý hợp. Nếu bạn thực sự nghiêm túc và chân thành trong mối quan hệ này và biết nắm chắc thời cơ thì mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp. Tuần này bạn sẽ có hứng thú hơn trong công việc và trau dồi kinh nghiệm thực tế. Tinh thần thoải mái, vui vẻ giúp bạn làm việc hăng hái và hiệu quả hơn. Thời gian này bạn sẽ không có nhiều tin vui, túi tiền của bạn còn đang bị hao hụt và cần phải xem xét lại việc chi tiêu. Thậm chí nguồn tích lũy của bạn có thể sẽ cần dùng đến. Tử vi cung Bảo Bình từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024 trong tuần này. Người thuộc cung Bảo Bình có quá nhiều việc phải làm. Làm thế nào để nâng cao hiệu quả làm việc của mình là điều bạn khá trăn trở ở thời điểm này. Những người còn độc thân tạm thời vẫn chưa nghĩ tới chuyện bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Bạn vẫn ham thích thú vui chơi và trải nghiệm của cuộc sống tự do, thoải mái như lúc này. Các cặp đôi cần giải thích rõ ràng với đối phương về mối quan hệ giữa mình và người khác phái. Những hiểu lầm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của tình yêu hai bạn. Nếu Bảo Bình có thể duy trì sự tập trung và động lực của mình, công việc của bạn sẽ hoàn thành trong ngày và thành quả của nó có thể khiến bạn rất tự hào đấy. Đừng ngại chiến đấu để tiến lên. Tuần này rất có thể bạn sẽ phải suy tính thật kỹ để đưa ra một vài quyết định liên quan đến tài chính. Trước khi lựa chọn điều gì bạn nên xem xét đến tình hình thực tế và khả năng của bản thân để tránh mắc phải sai lầm không đáng có. Tử vi cung Song Ngư từ ngày 22 tháng 4 đến 28 tháng 4 năm 2024 trong tuần này. Song Ngư cần duy trì sự tập trung của mình để sớm hoàn thiện các kế hoạch công việc, bởi tuần này có thể sẽ có một số cám dỗ hoặc điều bất ngờ khiến trái tim bạn dao động. Rất dễ bỏ quên nhiệm vụ chính của mình. Phương diện tình cảm của Song Ngư độc thân sẽ tốt hơn trong tuần này. Bạn quyến rũ hơn và dễ dàng thu hút người khác phái, hứa hẹn sẽ có cuộc hẹn hò thú vị. Các cặp đôi dành thời gian này để ngồi lại bàn tính chuyện tương lai. Một số cặp nghĩ tới chuyện kết hôn sau thời gian tìm hiểu. Công việc trong tuần tới của Ngư Nhi nhìn chung ở mức tạm chấp nhận được. Nơi làm việc không phải là nơi đơn giản nên cần phải tự bảo vệ mình, đừng quá tin tưởng vào bất cứ ai. Tài chính của bạn trong tuần tới nhìn chung là tốt, có thể nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Đầu tư kinh doanh cũng có lợi nhuận đổ về.